Sáng 16 tháng 7, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu kéo dài khoảng 90 phút tại bến cảng chuyên dùng Thọ Quang ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 10 đơn vị gồm có hơn 150 người cùng nhiều phương tiện trang thiết bị. Theo đó, tình huống giả định là vào lúc 7 giờ 30 phút tàu bitumen có chiều dài 98m, chiều rộng 15m với trọng tải 3.000 TWT chở nhựa đường đang cập vào cầu để bơm hàng vào kho nhựa đường Thọ Quang. Do sơ suất mạn trái của tàu đâm vào cầu cảng đã làm trách vỏ tàu bục thủng khoang chứa nhiên liệu, khiến tàu bị nghiêng và có nguy cơ chìm. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 18 thuyền viên và có khoảng 40 mét khối dầu DO. Khi đó, dầu tràn ra biển theo hướng Tây Bắc, ra vịnh Đà Nẵng và có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Trong quá trình ứng phó, giả định có 3 thuyền viên bị chấn thương. Liền sau đó, tàu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp cận để cứu người đưa về cầu cảng Hải đội 2 và giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Qua cuộc diễn tập này đã đạt được một số yêu cầu như thu gom được toàn bộ lượng dầu tràn để đảm bảo đúng kỹ thuật và vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định, bảo đảm công tác phòng ngừa các tình huống có khả năng gây cháy nổ trong các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và công tác an toàn an ninh trên biển, trên bờ trong suốt quá trình ứng phó sự cố, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia ứng phó sự cố. Hiện thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có nguy cơ tiềm ẩn sự cố tràn dầu cao khi có đến 8 kho xăng dầu lớn với tổng sức chứa khoảng 150.000 mét khối, 130 cây xăng dầu phân bố khắp địa bàn và 26 tàu hoạt động kinh doanh xăng dầu tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.